Heo ngốc dậy đi. Heo ngốc dậy đi. Heo ngốc dậy đi. Heo ngốc dậy đi. Biết rồi mà. Xin lỗi nha. Xin lỗi nhé. Xin lỗi mà. Giá cổ phiếu Mỹ đang ở mức thấp nhất trong tháng vừa qua. Tình hình tệ hơn các chuyên gia dự đoán, nên mắt kinh tế châu Âu có vẻ dữ hơn. Đường kim im. Đường kim im. Chuyên gia. Chuyên gia. Chị ngồi đi. Cảm ơn chị. Xin lỗi. Cái thế này có chỗ ngồi cơ à? Làm sao mới xóa được âm thanh chuông báo thức của cô? Tôi không muốn nghe. Trên đồng hồ của em có cái nút màu đỏ. Tao làm dây thì ghi âm lại là được rồi. Còn cốc đó thì anh có lấy lại không? Lấy chứ, cô cốc đó mắc lắm đó. Em cứ chăm sóc nó thay anh, chừng nào rảnh anh qua lấy. Còn những thứ khác, rượu mẫu, đồ chơi, lấy hết chứ. Lấy hết. Em giữ giúp anh. Anh rảnh. Anh thử gì mà xem. Bà xã à, những món đồ đó mắc lắm. Anh mà đi thì đừng có quay lại. Nếu cần những thứ đó thì bỏ đứa con đi. Không lấy được. Vậy thì tôi dứt hết đi. Anh không lấy thứ gì thật sao? Không thèm mà. Không thèm, chẳng thấy gì hết. Không thèm con cóc xấu xí, không thèm cả cô nữa. Anh nghe thấy chưa mà xã đừng có giận mà. Nếu động đến đứa con thì không hay đâu. Dạ, con nổi giận rồi. Em xuống xe trước đi. Chưa đến trạm mà. Thì đi bộ trước đi, quấy nay mang tài không thể nào bị sốc chuyện gì được. Nếu như có chuyện gì thì sao? Còn nói chuyện nữa sao? Anh thích nói gì hả? Về nhà đóng cửa rồi nói luôn đi. Anh chỉ bảo cô ấy xuống xe. Bình tĩnh nào. Anh xin đem bà xuống xe đi. Cứ xuống xe đóng chuyến sao? Đâu mất bao nhiêu thời gian. Có phải không nào? Xuống xe đi. Anh cho tiền xe. Xin lỗi đi. Không sao rồi. Em đừng như vậy. Đúng là heo ngốc mà. Xin lỗi. Mình phải mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên.
mình sẽ mạnh mẽ lên. Cảm ơn ạ. Cô không sao chứ? Không sao. Chào giám đốc. Cô Quý Mỹ rớt mấy trăm điểm, làm sao đi? Chết chắc rồi. Hợp thôi nào. Hợp thôi. Nhanh chân lên đi. Mấy ông chủ bên sàn giao dịch đến rồi kìa. Hợp thôi. Hợp nào. Các anh chúng tôi vừa làm xong bản dự thảo cho mùa thứ tư. Mọi người hãy xem và cho ý kiến nhé. Tối qua tôi lên mạng thấy một câu chơi chữ. Nằm dưới sàn nhà không ngờ còn có tầng hầm. Nằm ở tầng hầm không ngờ còn có hầm ngầm. Nằm ở hầm ngầm không ngờ đụng mặt đất. Đến mặt đất rồi thì không ngờ có địa ngục nhiệt thẳm. Giờ chúng ta đang ở địa ngục rồi. Hôm nay thị trường cổ phiếu rớt giá thì thảm. Cổ phần của chúng ta nhiều, không thể nào cứ tiếp tục như vậy được. Mong là địa ngục không có tầng 18. Làm việc đi. Được. Đi sao? Lại dùng hình này làm hình chủ đề hả? Tôi thấy suy thoái tài chính lần này vô cùng nghiêm trọng, giống như sóng thần vậy. Đúng rồi. Cô nói là suy thoái tài chính giống như sóng thần. Ngàn năm có một. Muốn để cho khách hàng chạy hết hả? Không phải vậy đâu. Các chị đừng có giận, chúng tôi sẽ đổi. Tôi không đổi. Báo cáo này mà đưa ra, khách hàng rút vốn lại, công ty có tổn thất cái gì? Cô chịu hả? Hay là anh? Tôi hả? Tôi không được đâu. Tôi không có gánh vác nổi đâu. Không hề có nguy cơ tài chính gì cả. Đưa hết lại cho tôi. Không có sóng thần. Ngàn năm không gặp gì cả. Chúng ta sẽ sửa thành mặt trời lặn, lá rơi thôi. Chờ nhẹ nhàng một chút. Không vấn đề gì chứ? Đưa vào sổ sách của tôi hả? Địa ngục tầng 18. Ông chủ ơi, gọi xe cấp cứu đi, mau lên.
Là anh à, sao khéo vậy? Hôm đó, cảm ơn anh nhé. Anh mua nhiều rượu vậy? Món tiệc à? Không, mình tôi uống. Trong hôm nay là hết. Đừng có mua làm gì. Tôi có nhiều lắm, tôi chia tay bạn trai. Anh ta để lại cả một đống tặng anh hết. Được bao nhiêu chứ? Mấy trăm chai. Hay lắm, cho tôi hết đi. Cảm ơn. Toàn là rượu mẫu. Khi chúng tôi đi du lịch, mua đi. Cất cũng lâu rồi. Đây là quà kỷ niệm 2 năm quen nhau. Đừng. Những đồ cũ của bạn trai cũ của tôi cho anh hết được không? Ừ, cứ đưa hết đi. Đi thôi. Tại sao còn có một con cốc xấu thế? Anh có lấy không? Không được, tối mai đem cho tôi. Đẹp thật. Đẹp hả? Tao thấy được, xấu quá. Không hề xấu chút nào. Cốc à, sau này mày theo tao nha. Ở đây có 3.826 đồng. Sao lại trả tiền cho tôi? Tôi bán đồ chơi, biển và truyện tranh cho cửa hàng second hand. Bán rồi sao? Vậy còn những thứ khác? Tôi uống hết rượu rồi. Còn giày quần áo thì tặng cho cơ quan làm từ thiện. Ra 7 năm tình cảm thì chỉ đáng giá có 3.826 đồng. Đây là tiền khiến cô buồn nên không thể nào đem về nhà. Tối nay hãy xài hết đi. Mai làm lại từ đâu? Xài thế nào hả? Kiểu tóc này cô để bao lâu rồi? 7 năm. Anh ta thích cô để tóc dài hả? Tóc dài hả? Ừ. Cắt hết đi. Được rồi. Được rồi mà. Được, cô cắt lung tung. Nghe lời tôi, cắt ở đây. Ở đây đi. Sau đó thì cắt. Hiểu chưa? Đúng rồi. Từ đây đến đây để nhọn. Cứ cắt tiếp đi. Cô làm nghề gì? Nhân viên phân tích đầu tư ngân hàng. Quy định không cho mặc đồ màu sáng hả? Không phải. Nhưng mà cả công ty thì không ai mặc như vậy cả. Mặc kệ họ, thay đổi đi. Có được không? Được. Được lắm. Không xong rồi. Tôi có thể thêm một phần được không? Có ngay. Cô là người ở đâu? Từ Châu. Sao lại đến nơi Hồng Kông làm gì? Bạn trai tôi đến, nên tôi đi theo. Ai ngờ anh ta thay đổi. Này, chuyện quá khứ rồi. Đâu, cạn ly. Cạn ly. Anh ở đâu hả? Tôi lớn lên ở Canada, học kiến trúc ở New York. Anh là kiến trúc sư hả?
Tôi thiết kế tòa nhà đó. Tòa nhà đó sao? Tòa nhà kia nữa. Còn được giải thưởng. Giải thưởng kiến trúc đầu tay. Sau đó thì tôi nhận được mới giải được. Khi đó thì ai cũng khen tôi giỏi. Tôi cũng nghĩ là mình giỏi nên tập tành mở công ty riêng. Chẳng hiểu tại sao tôi lại hết giỏi rồi. Nên đành phải mượn rượu kích thích. Có thêm một vài suy nghĩ cũng được. Nhưng tỉnh rượu rồi thì lại không làm được gì. Uống nhiều càng không được. Càng không được càng uống nhiều. Giờ thì đầu óc như bã đậu vậy. Nhưng tửu lượng thì rất khá. Sẽ qua thôi mà. Cạn đi nào. Đi, cô được không ạ? Được. Còn anh có được không? Đương nhiên được mà. Chúng ta còn bao nhiêu tiền hả? 12 đồng. Vừa nãy đưa cô. Làm sao đây? Xài hết đi, đừng có giữ lại. Tôi xài hết tiền rồi. Tặng anh đi. Giờ giải gì đi. Có được không hả? Đừng có uống nữa. Giải thêm gì đi. Anh làm được mà. Xe đến rồi kìa. Tôi đi đây. Tạm biệt. Đừng bỏ cuộc. Anh làm được mà. Chắc chắn được. Một tuần sau 7 giờ, công viên tảo điện nhé. Để xem tác phẩm mới của tôi được không? Được, khi đó chúng ta mở chai rượu này ăn mừng. Cố lên. Không được uống chứ gì. Nhớ mà. Không được uống đâu sao. Ừ, tôi biết rồi. Đừng có giữ vậy. Tao không uống là được mà. Cốc à. Tao làm được thật chứ. Xin chào. Có được không? Được không hả? Được thì qua, không được thì qua qua. Qua qua cái gì? Là cái gì hả? Tại có gì? Thật sao?
Không cần phải qua qua nhiều thế đâu. Hiểu rồi. Rồi, qua cô đi. Không phải rượu đâu, trà thanh nhiệt mà. Chúng ta chỉ còn có 3 ngày thôi, không được uống rượu. Không được uống, nhất định không được. Quán quân leo núi đá châu Á, Trường Thần Nhiên. Tôi dậy rồi đi. Thân Nhiên, Tử Hân, Angelina, khi nào hả? Khi nào? Chủ nhật 7 giờ tối. Nơi đâu? Có được không nào?
Có được không hả? Đi nào. Cảm ơn. Chào Tân Nhiên. Chào Angelina. Xin lỗi. Tôi nghĩ chắc là hiểu lầm rồi. Thật ra tôi hẹn cô gái trên lầu. Tôi sợ cô đợi bên này nên còn nói một tiếng. Tôi đi đây, xin lỗi. Trời ơi, vậy là em tự đa tình rồi sao? Cô đừng có nghĩ vậy. Em thấy tiếc quá. Vì em cứ kêu vần giảm giá. Cố tiệm bốn mùa. Tối nay là tối cuối cùng nữa. Bốn mùa gì vậy? Đây là hộ căn phòng cho thuê. Là phiếu rút thăm trong tiệc công ty hàng năm. Còn có hai tiệc buffet nữa. Có nhiều hào sống lắm. Em rất thích ăn hào sống. Hơn 7 giờ rồi. Để em xem ai rảnh đi. Peter à, cho anh một phút suy nghĩ. Anh cứ chảy máu kìa. Ngẩng đầu cao một tí đi. Anh đừng nghĩ lâu vậy. Nghĩ lâu quá như vậy thì người ta sẽ ăn mất hào đó. Anh có thích ăn hào không? Cảm ơn. Ông trời phù hộ. Ông trời phù hộ. Đi thôi. Có thể là cô ấy nhầm ngày rồi. Tao đã hứa với cô ấy thì mai sẽ quay lại. Cô ơi, cô tìm ai hả? Xin lỗi, đợi đã. Cô ơi, cô định tìm ai vậy? Có chuyện gì vậy? Xin lỗi. Xin lỗi, tôi hiểu lầm rồi. Xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi anh. Anh nhìn bên đó kìa. Tôi làm ở trên kia. Anh dáng mặt cười và qua ở bên này. Tôi tưởng anh tặng cho tôi. Tôi tưởng là anh biểu diễn ảo thuật cho tôi xem.
Tôi còn ngỡ là tối qua anh hẹn tôi. Xin lỗi. Tôi dán bình qua vì anh cắm hoa vào đó. Tôi dán mặt trời. Anh... Vậy chắc không phải là tôi hiểu lầm chứ? Phải. Anh theo đuổi em. Hẹn em ăn cơm tối. Cô ấy hiểu lầm. Nếu chỉ anh định tối qua nói với cô ấy một tiếng rồi đi qua chỗ em. Ai ngờ cô ấy có phiếu ưu đãi của khách sạn 4 mùa là ngày cuối đó, không cần tiền phòng, miễn phí tơi bừng, để có giường hào sống nữa. Anh còn quá đáng hơn bạn trai cũ của tôi. Anh ta còn được 7 năm. Anh chưa bắt đầu mà đã suy nghĩ lung tung rồi. Anh xin lỗi. Được trăng qua. Đồ trăng qua. Đồ trăng qua. Cốc quạt thôi gì. Đến 2000 rồi. Quán không hề đến. Một tuần rồi chuyện gì xảy ra đâu biết được. Không chừng lấy chồng rồi. Cốc à, đừng quay đầu lại. Quay đầu lại chỉ thêm thất vọng thôi. Thấy chưa, tao nói đúng mà. Đài Bắc Kinh tổng hợp tin đặc biệt. Vừa có tin Lehman Brothers tuyên bố phá sản. Giá cổ phiếu đột ngột giảm đến 93%. Hai ngân hàng của Anh và Mỹ đang xem xét mua lại một phần cổ phần của công ty này. Nhiệm vụ quan trọng hiện thời của Lehman là tránh khỏi việc sụp đổ nặng nề. Việc trụ vững của công ty này có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến sự ổn định của các ngân hàng khác. Đừng khóc mà. Sao vậy chứ? Đừng khóc mà. Đừng mà. Tạm biệt. Đừng như vậy. Giữ gìn sức khỏe. Giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt. Đừng như vậy. Một nữ nhân viên bị cho nghỉ rồi. Ba năm sau.
Không phải chứ, chuyện gì thế này? Em đang ở đâu vậy? Đến Trung Hoàng rồi. Sáng sớm Bắc Kinh có sương mù dày đặc, máy bay bị trễ chuyến. Ông chủ mới đến rồi. Anh về nhanh lên đi. Đến ngay đây anh. Nhà thang máy rồi. Đến rồi. Ông chủ đến rồi. Mau qua kêu mấy ông bên phòng giao dịch. Ông chủ đến rồi kìa. Họp nào. Họp thôi. Nhanh lên. Họp nào nhanh lên. Anh Trịnh Tân Nhiên là CEO mới của khu vực châu Á Thái Bình Dương của công ty chúng ta. Tôi chỉ có hai quy định thôi. Một, không được lỗ tiền. Hai, đừng quên điều một. Rõ rồi chứ? Dạ. Hay lắm. Tiếp tục đi. Anh sẽ báo cáo trước. Anh nói đi. Ngắn gọn thôi. Có gì tôi sẽ gọi cô. Xin lỗi cho tôi qua. Xin lỗi. Chào anh Trương. Cảm ơn. Cảm ơn. Xin lỗi cho anh, đi hướng lòng. Còn phải cô ấy lười mà đi trễ. Cô ấy vừa đi khảo sát từ Thượng Hải, Bắc Kinh gì? Nên ngắn gọn thôi. Đầu có lương dây mà Bắc Kinh là hai nhà hàng nổi tiếng, tôi đã đi khảo sát cả hai. Đầu có lương có lượng khách nhiều, không gian chật chội, phục vụ bình thường. Nhưng mà Bắc Kinh chứa được nhiều người hơn, không cần chờ đợi. Nhiều món ăn thì đầu có lương xuất sắc hơn dây mà Bắc Kinh. Nhưng mà quán dây mà Bắc Kinh có nhiều món để mà chọn hơn. Món ăn ngon nhất của đầu cá lương là thịt dây. Món ăn ngon nhất của dây mà Bắc Kinh là đầu cá, tôi thích đầu cá lương hơn. Nhưng mà theo khuynh hướng kinh tế, đầu cá lương có giá cổ phiếu quá cao. Phải kiềm lại. Về mặt Bắc Kinh, có còn dàn phát triển có thể đầu tư thêm. Nhưng các chị công phần phải quyết định ngay, chúng ta cần thử đi. Ngon thì mua, không thì thôi. Tôi bảo chị Kiều nấu cơm. Ai ăn cơm thì giơ tay nào. Tính luôn tôi chứ. Đồ trăng quá. Là tôi. Là tôi. Cô ấy nói tôi là đồ trăng quá. Tôi không nói anh. Anh ta mới là đồ trăng quá. Ông chịu mới đi. Tôi sẽ tuyệt chứ. Cơ sở Long Mi đi, đồ trăng qua. Có chuyện gì vậy? Bắt đầu làm việc thôi. Mục đích của lá thư từ chức này là cô điên hả? Tìm được việc rồi sao? Không có. Cưng à, chuyện tình cô đã qua thì đừng nghĩ đến làm gì. Ai yêu đương với anh ta? Sao cô bảo người ta là trăng qua? Anh ta xấu xa lắm, tôi rất ghét anh ta. Liên quan gì đến mọi người làm việc đi? Tôi làm nhiều chuyện gì hả? Không liên quan đến cô. Sao rồi? Đứng vậy. Không được. Không thể như vậy. Đưa cho tôi. Không. Không được mà, dù em có hận thù gì thì cũng không được mượn đồ với công việc. Thằng gà nói đã không được lấy công việc ra. Đưa em.
Vậy em sẽ nộp tiền bồi thường rồi đi ngay. Hay là làm đủ 3 tháng rồi đi. Làm đủ 3 tháng rồi đi. Tử thần rất giỏi giang, là chăm chỉ giúp tôi nhiều lắm. Ai ai cũng đã có điều mình muốn làm. Không chừng cô ấy muốn lấy chồng. Làm bà trẻ, sau này thì không phải đi làm nữa. Cô ấy không lấy ai đâu, lâu lắm rồi thì không có hẹn hò. Không sao cả, ký tên đi. Là một bản báo cáo nhà đất Trung Quốc, tuần sau nộp cho tôi. Cảm ơn. Trịnh Tử Hân, tôi phải nhận bản báo cáo ngay. Hãy mang đến số 2 Hiên Thuận, xa điền ngay. Anh bảo mai mà. Tôi là ông chủ. Tôi đã từ chức rồi. Đúng là vô lại. Mau lên. Thử xe. Báo cáo, báo cáo. Có bạn lái xe không? Sao vậy? Sao vậy là có rồi. Thử xe giúp tôi. Sao phải thử xe giúp anh chứ? Cũng là đồng nghiệp mà. Cho ý kiến xem. Tôi phải xem báo cáo. Lên xe đi. Tôi nói trước là tôi không thường lái xe. Không sao, bảo hiểm sẽ bồi thường mà. Vì an toàn đâu. Thế nào? Được lắm. Thanh toán. Cảm ơn ông Trương. Anh không nghĩ mà đã quyết định sao? Đợi đã, không mua à? Không liên quan đến tôi. Anh muốn thì mua đi. Mua thôi. Báo cáo cũng được, là báo cáo cổ phần ngân hàng Trung Quốc. Tuần sau nộp cho tôi. Ông Trương à, ông muốn lấy màu gì? Hãy hỏi cô Trình đi. Tôi đi đi. Tôi chọn đại đi. Ông Trình à, chúng tôi có hơn 20 màu khác nhau. Vật liệu khoang xe có 15 loại, gỗ và sợi carbon để chọn. Rồi về ghế ngồi, chúng tôi có 12 loại da. Da hoặc không có là đường may, chúng ta có thể vào trong từ từ chọn. Hai gian này diện tích, các bài trí, hướng ngồi, giá tiền đều như nhau. Cô chọn giúp tôi xem gian nào được đây. Liên can gì đến tôi? Đồng nghiệp mà, cho ý kiến đi. Tôi phải xem báo cáo nữa. Thật phiền phức. Tôi chọn lại vậy. Tiền cô thôi. Chọn xong rồi hả? A hay B vậy? Chưa chưa xem A nữa. Mua già đi, không phải mua rau đâu. B thì nhìn được sân vận động nhiều hơn. A thì nhìn được trung vàng nhiều hơn. A. A. Cảm ơn ông Trương. Phải là chọn A thì có thể nhìn thấy công ty kìa. Vậy hả? Em thấy à? Ở bên kia kìa, anh xem đi. Đâu chứ? Bên đó kìa, anh không thấy hả? Không thấy, em chỉ ở đâu vậy? Tòa nhà bên đó kìa. Không thấy mà. Tòa này, tòa kia, cái bên tòa nhà cao cao đó. Tòa nào chẳng cao như nhau.
Có nhầm không gì? Tôi chọn đồ dùng nội thất luôn sao? Đồng nghiệp mà giúp nhau đi, muốn cảm giác thế nào? Ấm áp hả? Cảm giác gia đình ấm áp. Gì thật. Cảm giác gia đình hả? Cảm giác gia đình hả? Sao trễ vậy? Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Em tìm chìa khóa nhà. Thảm rồi. Mất rồi sao? Không biết có mất chưa? Chừng lại để ở nhà. Anh có quen thợ sửa khóa không? Anh chính là thợ sửa khóa đi. Đi thôi. Anh làm được không đó? Không ai làm được hơn anh đâu. Anh biết mở khóa thật hả? Lầu mấy vậy? Lầu 4. Căn nào vậy? Chính là căn cớ cửa sổ toilet vẫn mở đi. Anh cẩn thận chứ. Cẩn thận. Triệu Thanh Nhiên. Triệu Thanh Nhiên à? Người thật không ngờ đi. Cái gì cơ? Cái gì hả? Chị thứ đo dọc bọt đi. Đừng có nhìn bà, đừng đứng vào đầu của em. Mở cửa. Quần nóc của em hơi lúa nhưng mà khá dễ thương. Thật biến thái. Anh làm trò gì vậy? Chán thật. Vô cùng chán. Lãng phí đồ đạc quá.
vô cùng lãng phí. Anh có nhầm không gì? Đây là báo cáo của em mà. Em đi tìm chìa khóa. Đâu mất rồi? Này, có khi nào trong túi không? Không thể nào. Em kiếm nhiều lần lắm rồi. Sao có thêm hai chìa nữa hả? Là gì vậy? Em bảo là phải mua chiếc gì? Thật ra khi đó sao? Em không thích chiếc chạy xe đó, thích ngồi xe buýt thường. Chỉ thì chạy ra trạm xe buýt ngồi xe buýt đi. Sau này thì đâu còn trạm xe buýt nữa. Còn cái này là căn nhà mà em thích. Em còn thời gian thuê ở đây mà. Thì cứ xem riêng như là kho đi, bỏ trống cũng được. Sau này thì có cãi nhau thì dễ ở. Sao phải cãi nhau chứ? Tính cách của em cứ thích giành phần hơn. Sau này ở chung thì sao không cãi cho được chứ? Ý anh là sao? Sống chung hả? Không chỉ thế. Nhẫn đâu? Anh làm mất rồi sao? Em tìm nhẫn. Nhanh quá rồi. Có nhanh quá không? Còn nhanh đâu. Thấy được là phải đầu tư liền chứ. Bình tĩnh nào. Để em phân tích thử trước. Nhanh quá thật mà. Mấy năm rồi còn gì? Anh thật lòng sao? Anh thật lòng. Nhanh quá rồi. Là nhanh nữa. Nếu giờ mà có con thì quá thật nhanh quá. Bao đâu, sao em có chứ? Ai đi sang tiệm tạp quá đầu dừng đi. Nhanh thôi, đợi anh chút. Chị Tử Ngân. Sao vậy em? Cho anh vào cả. Sao anh lại có bà con su trong xe vậy? Thì không như thế mà. Anh có quan hệ với cô gái ngoài hút đó không? Em liền hỏi bà. Có hay không? Có. Tình một đêm. Khi chúng ta bên nhau, anh có như vậy nữa không? Sẽ cố gắng không? Vậy là có rồi. Anh còn muốn lừa em nữa. Trình Tử Ngân. Trình Tử Ngân.
Mình người đàn ông thì hết kiếm người hư, người còn lại thì biến thái. Em muốn làm gì chứ? Tiền người có bị bột. Nhìn gì băng dính? Em đi sang quả tìm đi. Trả thứ này cho em. Anh Vương, em không có cơ hội với anh phải không? Một cái chàng đẹp trai hẹn em. Cứ đi đi, được mà. Ở đâu? Khởi Hồng. Dạ ớt. Vậy thì ông chủ của em là Khởi Hồng.
Hay ớt chị. Anh vui thật. Giờ mày vẫn xấu thật. Xấu xí. Xấu xí. Anh đưa theo nó ra phố hả? Anh em tốt mà. Hôm nay anh có cuộc thi, nó tiếp sức cho anh. Cuộc thi gì vậy? Hockey trên băng. Cái này giờ anh khác xưa thật. Còn cái này không? Chút thôi. Ổn cả chứ? Ổn, em khỏe chứ? Chúng ta uống xong cái này thì đi uống cái này. Anh muốn cái này hay là em xem anh cái này trước rồi chúng ta uống cái này? Được thôi. Em cho anh số điện thoại được không? 991126666. Nhận được rồi. Cho em email của anh. Ừ. Nhận được rồi. Vậy thì chúng ta không lạc nhau nữa. Em tên là gì? Trình Tử Hân. Hân Cẩn Hồng. Chào anh, Hân Cẩn Hồng. Trình Tử Hân. Lâu rồi không gặp. Sao lại đặt tên thế này? Nghe nói là con cốc này do một cô gái tặng. Anh ấy quý lắm. Nhìn cốc mà nhớ người. Mấy năm rồi. Anh ấy chung tình vậy. Em thấy anh ấy không giống người trái đất. Biệt danh người ta đặt là người sao quả đi. Anh có biết là trong công ty bên ngoài có biết bao cô gái hẹn anh đi. Mà anh ấy không thích biệt danh này nên em đặt tên người đàn ông thứ 11 cho anh ấy. Thứ 11 nữa. Anh có nghe nói 10 người đàn ông 9 người như dù còn lại là biến thái không? Anh ấy chính là người thứ 11 đó. Đến rồi hả? Anh ra kì. Anh bảo ăn trưa mà. Không phải chơi lớn làm gì. Em thêm thịt bò củ ký, gan heo xào lục dũng, nhuyễn tằm liên hương. Em gọi đi. Đường nóng quay phúc lâm bôn, dịch độc mắt kim đồng, và bánh bao hoa bảo đồng. Cái này xa một chút. Sườn xì ở Chitaytu, và bánh cao tu phô mai dằn qua. Đậu xanh rong biển ngọt diệp, thêm một ly cà phê tráng miệng. Anh thật là chu đáo. Em đi ăn cơm hả? Bán thức ăn nhanh hay là quán trà? Nhiều người thật nhưng mà một mình cũng dễ tìm chỗ ngồi. Chỉ hơi cô đơn thôi. Ăn thôi. Ăn đi. Làm gì vậy? Anh ấy tự nấu ăn, mời người ta. Cô ấy không ra quán trà. Anh nấu gì vậy? Món cà gì? Em thấy học hợp thật. Có tướng làm vợ chồng lắm. Ăn đi. Em giúp anh ăn nha.
Đứt nữa đi. Ăn xong chưa? Được không? Ngon lắm. Giống như là trong quán ăn vậy. Ngon vô cùng. Quán nó năm ngoái đóng cửa rồi. Khi đó anh nghĩ, nếu chúng ta có duyên gặp lại thì cũng không ăn được món ngon vậy, nên anh tự đi học. Thử nhiều lần lắm, thất bại cũng nhiều nữa. Không ngờ là thành công rồi. Lại càng không ngờ có cơ hội nấu cho em ăn nữa. Làm gì vậy? Ba năm trước, ngày thứ hai khi em chia tay với anh, em quen người này. Khi đó, văn phòng làm việc của anh ở ngay khung cửa sổ này. Anh ấy đã dán hình mặt người lên đây, còn biểu diễn ảo thuật cho em xem. Ngày chúng ta hẹn nhau, anh ta cũng hẹn em. Em hoàn toàn quên khuấy đi lời hẹn hò của anh. Em xin lỗi. Em đang rất thích anh ta, nhưng anh ta là người đàn ông không thể tin tưởng. Yêu người này mệt mỏi lắm. Em đang ở đâu vậy? Ăn cơm. Em ăn cơm đến bao giờ? Báo cáo thì sai lung tung. Quay về làm việc ngay đi. Ngay lập tức. Em xin lỗi. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Cưng à, anh về trước đây, đừng làm khuya quá đó. Biết rồi.
Em đi mở màn cửa, nhìn qua đây đi. Đừng ngủ nữa, tỉnh dậy đi. Chúng ta phải đợi cô ấy chứ. Đừng đi làm gì, chúng ta đợi 3 năm rồi. Sợ anh sẽ phải thất vọng thôi. Tôi có linh cảm, tối nay cô ấy sẽ đến. Nếu như tối nay cô ấy đến, anh sẽ nói gì? Hay là anh sẽ nói thế này với cô ấy? Nhớ nhung là điều kỳ diệu. Theo ta suốt ngày đêm. Đặng thầm nhói nhói từ sâu trong tim. Chỉ trong phút chốc đã đẩy anh vào bến bờ cô đơn. Anh không thể nào chống đỡ được, nhất là những đêm thâu. Anh nhớ em đến mức không thở được. Hận mình không thể dẫn em đi xa. Và nói với em rằng anh nguyện vì em. Anh nguyện vì em. Nguyện vì em bị đầy khỏi thiên đàng. Chỉ cần em thật lòng đáp lại tình yêu của anh, điều gì anh cũng đồng ý. Anh sẽ làm tất cả vì em. Tối nay anh sẽ đợi em ở nơi đó. Đi thôi. Ăn cơm bàn chút chuyện. Chuyện công rất quan trọng. Ông Trương, ngạc viên năm 82, có nghe cho 2 set và 1 set 9 món được. Là phi bảo nắp 2 tiếng rồi. Mở bình mới cho tôi thử. Giờ nói được rồi chứ. Ăn trước đi đã.
Nói được chưa? Ăn tráng miệng đi rồi nói. Thưa ông, gọi gì vậy? Sơ đồng ý. Món này hơi lâu, phải nửa tiếng. Không sao cả. Dạ. Nói được chưa? Uống rượu đi rồi nói. Tháng 9 năm 2007, lần đầu anh thấy em, cảm thấy em rất năng động. Anh bị cuốn hút ngay cái nhìn đầu tiên. Sau đó thì anh thấy em hẹn với chàng trai khác. Anh biết em có bạn trai. Thì quân tử không cướp đồ của kẻ khác. Cho đến khi em chia tay bạn trai, anh bắt đầu hẹn hò em. Biết là anh đã phạm sai lầm lớn trong đời, một sai lầm mà người đàn ông nào cũng bị. Sau cơn sóng thần tài chính thì anh mất rất nhiều tiền. Đã đi Mỹ, giờ giai đoạn gian nan và khổ ải này, chỉ cần anh nhìn đoạn clip này thì lại là có sức sống. Anh luôn đoán xem em đang hát bài gì, đoán ngàn lần rồi cũng ra. Em không hiểu. Nếu anh thích em bao nhiêu năm nay, thì sao trong lần hẹn đầu tiên với em, anh đã chân chạy với người đàn bà khác? Vì khi đó học một ảnh hưởng suy nghĩ của anh, khiến anh ra một quyết định sai lầm. Nhưng mà sau khi chuyện đã rồi thì anh rất hối hận. Giờ anh làm người sao quả được không? Đi đi. Trịnh Tử Ân, dậy đi, có chuyện cần bàn. Dậy đi. Tôi không quay lại đâu. Sao giờ chúng ta xong? Em là sao thế nào? Em đừng tìm người đàn ông sao phải. Anh cần cáo em đó, Trịnh Tử Ân. Đi công viên tả trị. Dừng xe. Cô ấy chưa đến. Xin lỗi, tôi đến muộn. Anh phải đi nhà vệ sinh. Phiền em, đợi anh nhé. Nhanh thôi. Anh đã đợi lâu lắm rồi à? Không dám đi vệ sinh à?
Anh ấy thật ngốc. Cảm ơn em đã đến. Cảm ơn anh đã đợi. Đây là tác phẩm 3 năm trước. Anh muốn cho em xem sao? Có được không? Được. Được lắm. Cảm thấy bản thiết kế này từ lấy từ đường cong cơ thể em. Em còn nhớ khi em quay đầu lại cổ vũ anh. Có chiếc xe trường tới. Đèn xe chiếu hắt bóng em lên tường. Rất đẹp. Đã xây xong tòa nhà này chưa? Cũng gần xong rồi. Ở đâu vậy? Tô Châu. Như ở Hồng Kông thì giờ chúng ta có thể xem rồi. 11 giờ tối nay thì có máy bay đi Thượng Hải. Chúng ta bay đến Thượng Hải rồi ngồi xe đi Tô Châu. Xem xong rồi, sáng mai chúng ta đáp máy bay sớm từ Thượng Hải về. Vẫn kịp đi làm. Vậy thì có thể nói thế nào đây? Nó không đi máy bay được. Đưa nó về công ty. Shota, đặt 2 vé máy bay đi Thượng Hải cho tôi. 11 giờ 30 tối nay. Chuyến sớm nhất là sáng mai từ Thượng Hải. Xin chào ông Phương, có gì cần tôi giúp không? Không, cảm ơn. Đây chính là bóng dáng của em. To quá. Khi anh xây tòa nhà này, anh luôn nghĩ, không biết có thể nhìn thấy nhà của em từ đây không? Em cũng muốn biết nữa. Có thấy không? Em ra ngoài chút nữa. Đi, cẩn thận. Đen quá. Em không thấy gì. Chúng ta có thể đợi trời sáng. Chúng ta có thể mà. Còn 2 tiếng nữa thôi. Cảnh mặt trời mọc đẹp lắm. Cảm ơn anh. Em thấy chưa? Em không sao chứ? Lát nữa em không về Hồng Kông đâu. Mình đang về thôi. Em muốn đi thăm ngoại và mẹ. Vậy thì anh đưa em đi. Không sao đâu. Em tự xuống là được rồi. Vì sao vậy? Vừa rồi, em mơ, vẫn mơ thấy anh ta. Những chuyện này xảy ra quá nhanh.
Thực ra tối qua em vẫn còn ngồi ăn tối với anh ta. Vậy mà mấy tiếng sau, em thích anh ngay trên tòa nhà cao vừa rồi đi. Suốt ngày em cứ mắng anh ta, ta sẽ thích em mà lại còn thích người khác. Nhưng giờ đi, em thấy mình cũng chẳng khác gì anh ta. Với anh, đây đâu phải là chuyện trong mấy tiếng. Anh bắt đầu từ con số 0, thiết kế và bản vẽ, đóng nền, đã xây được 80 tầng rồi. Anh thích em từ lâu lắm rồi, đâu chỉ trong mấy tiếng đồng hồ. Mẹ, Tử Hưng. Về nhà sao không gọi trước con hả? Sao không có hành lý vậy? Sao không có hành lý? Sao giờ đột ngột vậy? Con mệt quá, ngủ chút đã. Có chuyện gì vậy? Tử Hưng, lấy nước tương cho mẹ. Chào anh Trương. Anh ơi, anh ơi, ngày mai vậy? Trần Tử Ngân đâu? Tôi không biết. Anh lên giường rồi hả? Em và ông chủ thế nào rồi? Có chuyện gì vậy? Ông chủ đừng đừng nói giận. Chạy qua đánh người ta tới bờ kìa. Sao? Anh trực tiếp tại chỗ cho em xem. Chuyện cái gì? Con này đánh nhau. Đúng bạn rồi. Lăn ra đất. Mớ cổ kìa. Sao thế Sơn? Không biết nữa. Dưới đất có cái gì đó xanh xanh đỏ đỏ. Hình như là đè chết gì rồi. Xem nào. Không thấy được. Làm cái nào? Không thấy được. Phản quang bà. Hình như là chuột thì phải. Không phải chuột đâu. Xin lỗi. Là gì thế?
phản quang, không thấy được. Là gì vậy? Ông chủ dậy rồi. Im cái gì? Nhà chó đi. Ông chủ dậy rồi. Ông chủ dậy rồi. Không nói với em nữa. Là con cốc. Vui quá. Được trăng qua. Không ổn rồi. Chắc có chuyện gì? Mẹ à, là chuyện công việc hay tình cảm nha? Trần à, sao rồi? Lucy, cảm ơn. Ông chủ làm việc như không có gì. Theo anh thấy tuy tỏ vẻ không sao, nhưng trong lòng ông chủ, em không hỏi anh ta. Người đối diện sao rồi? Em có phiền không vậy? Anh ta ngồi thẫn thờ trước đống mệnh giày đó cả ngày trời. Anh thấy mà thương. Anh gọi điện trực tiếp cho em. Tránh ra một tí. Mẹ đói rồi, mau nấu cơm đi. Em rất xin lỗi. Em đang ở đâu? Ở nhà. Địa chỉ. Đường Cao Khánh, Tân Kiều, Tô Châu. Con cốc chết rồi. Sáng mai chiều dọn đi, chắc là chiều có thể trả chìa khóa rồi. Cảm ơn. Phiền anh vậy. Cảm ơn. Dẫn đâu?
Kết hôn? Sao? Sống chung mà. Còn chị thế, em đồng ý lấy anh chứ? Anh Trương à, đi một mình sao? Lâu rồi không gặp, thay đổi rồi à? Vốn gì à? Như cũ à? Whisky, thêm đá. Xin lỗi, đi đâu ạ? Hãy đi khách sạn rồi, tôi đi. Cầu muốn ra biển hả? Vậy đi khách sạn 4 mùa cũng được. Nơi đó thì có cảnh đẹp. Xin lỗi. Hết thứ rồi, xin lỗi. Trường bá đi làm. Sao rồi? Không có gì. Đợi tôi chút nha. Chào bà. Cô tìm Trương Tấn Hân, quán có nhà không? Cô là ai vậy? Còn là Trương Tấn Hân gì? Là cấp trên của nó hả? Quán có nhà không vậy? Cậu ông có đi, tôi đang nghĩ việc đi. Xin lỗi. Sau này cậu có đối xử tốt với con bé không? Dạ có. Không thì bà cắt đi. Dạ. Tử Hưng và mẹ đi gặp ba mẹ của Khởi Hồng rồi. Con biết Hương Cát Lý là ở đâu chứ? Mà nói cho nghe, ở đó tòa nhà mà Khởi Hồng thiết kế đó, có biết chưa? Ở ngay đối diện tòa nhà đó. Cảm ơn. Vậy thôi, cảm ơn bà. Cảm ơn.
Anh à, bên kia hút thuốc được đi. À được rồi, cho tôi một ly martini. Được. Lần này các bác về ở bao lâu vậy? Hai bác cũng muốn ở lâu. Ở lâu à? Khởi hồng mà, tòa nhà của cháu khi nào thì xây xong vậy? Nửa năm sau ạ. Cũng được, sau khi tòa nhà hoàn công thì hai đứa cũng cưới nhau đi. Ăn đi, món này cũng được. Cũng được. Mấy năm nay tuần châu thay đổi nhiều quá. Em cưới anh chứ? Đau quá. Cô ơi, hãy xem gọi món tráng miệng. Món tráng miệng quán này nổi tiếng lắm. Vậy sao? Trương Hân Nhiên, xin lỗi, em đi đây một chút. Trương Tiến Hân à, em làm gì vậy? Thưa đại trưởng giảng lại cho anh hả? Trương Tân Nhiên, anh đang ở đâu vậy? Sao cả? Khởi học mà, cháu cũng rất tỉ mỉ. Xem này, chiếc nhẫn này không phải của cháu. Hôm đó anh nhận là chiếc nhẫn thì chạy đến phố làm quế cô gái. Nhưng mà sao cùng thì anh bảo cô ta xuống đây một mình chạy đến nguyên mã địa. Em vừa ý chưa? Anh thành người sao quả rồi. Trên đường đến đây em đã thấy anh. Khi đó em nghĩ rằng rốt cuộc em và anh sao vậy? Biết bao lần chúng ta suýt đến được bên nhau, nhưng điều không được. Chúng ta không có duyên, tính cách khác nhau, hay là chúng ta yêu đối phương chưa đủ? Trịnh Tướng Hân, hãy lấy anh. Đừng chẳng dẫn lại cho anh. Thật ra quan hệ của ba chúng ta phải có kết thúc. Em phải chọn đi thôi.
Em lấy anh chứ. Trình Đức Hưng, tạm biệt em. Trương Sơn Nhiên, Trương Hưng Nhiên, quên về trái đất đi. Thank you.